vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này thì mình sẽ làm về triệu vấn. Vậy là mua 16 thì đã bắt đầu khởi động rồi anh em ạ. Thì giai đoạn đầu game đó là cực kỳ là gắt, đầu mua cực kỳ là gắt luôn. Tình anh 2, tình anh 3 thì toàn đó là thách đầu trên gọi là trăm sao gì trở xuống hết đấy, trên 50 sao trở xuống hết. Mà anh em có thể thấy thì mình pick triệu vấn và ông sơ cớt bảo là phá, bây giờ chả thì ra mịt đó là ăn màng. Không cho pick triệu vấn anh em ạ, mình chơi trận này là trận thứ 3 rồi. Nhưng mà hai trận trước cũng không pick được triệu vấn luôn. Bởi vì anh em biết thì càng lên cao thì triệu vấn rất chi là khó để pick. Mà pick thì đồng đội chửi, đặc biệt là đi đơn rồi anh em ạ. Ở rank thấp thì pick vô tư. Chứ tầm như kiểu cuối mùa thì tầm đó là cao thủ 7-8 chục sáo. Hoặc là đầu mùa mà tầm tính anh 2, tính anh 3. Nó rất chi là khó để có thể là pick được triệu vấn. Nhưng mà không vì thế triệu vấn đó là ít được trọng dụng nhá. Mình thấy là triệu vấn vẫn rất chí là khỏe. Thì ở clip này mình cũng giới thiệu cho anh em về trang bị bảng ngọc phù hiệu dành cho triệu vấn ở mùa 16 này. Thường thì mùa nào mình cũng làm đó là clip triệu vấn đầu tiên. Thì mình cũng hy vọng là anh em cho mình đó là một like, một đăng ký kênh. Để có thể là mình làm có động lực làm. Bởi vì thực tế để pick được triệu vấn ở giai đoạn đó là mấy game gì sắt rank này thì cực kỳ là khó anh em ạ. Không phải dễ dàng gì. Nên là mình cũng hy vọng đó là clip này sẽ cực kỳ là tốt. VL đồ họa, đúng là đồ họa hơi khác một xíu anh em ạ. Nói chung mình thấy là đồ họa này không đẹp bằng đồ họa trước. Thì anh em có thể thấy hiện tại bây giờ thì nó cũng có thay đổi là có thể đó là có hai, nếu mà khi anh em mất trùm bịt thì có hai con mắt nhá, thì xíu nữa thì anh em sẽ biết. Ok, uầy pha này chơi được này. Chắc chắn thì pha này sẽ có màng hàng hút rồi và cái chiến công đầu dành cho đó là mịt tém minh. Vậy là khá thơm anh em ạ. Triệu vẫn không ăn được màng những hỗ trợ cũng là được rồi. Uầy pha này nó ăn rồng này. Có cướp được rồng hay không? Thôi xong rồi, pha này không cướp được rồng nhưng không sao cả anh em ạ. Tém đinh thì khá là thấp máu. Ok, ổn rồi, ổn rồi. Pha này thì giá ta lên level 4 luôn, đạt ngưỡng sức mạnh của giá ta. Và cái kết thì có một điểm hạ gục, kèm theo đó thì 3 điểm hỗ trợ nữa. Nâng tổng đó là số điểm nội tài của mình lên 4. Thì qua đó giúp triệu vấn sẽ mạnh mẽ hơn. Triệu vấn chỉ sợ đó là không có nội tài để chơi thôi. Còn có nội tài thì cực kỳ là khỏe nha anh em. Tăng thêm công vật lý rất là nhiều. Uầy thôi xong rồi. Pha này thì Elan tem mình gọi là lên quá là cao đi. Và cái kết thì không thể chạy về được. Đội hình bên kia thì cũng rất chỉ là mạnh anh em ạ. Đội hình gồm Ná này, rồi Zuka, đội hình cực kỳ là cơ động luôn. Bên cạnh đó thì có cà phê ni khó chịu anh em ạ. Thực tế thì mình rất chỉ là sợ cà phê ni ấy. Mình mà không sốc đám được nó là nó có thể outplay được mình. Bây giờ mình sẽ ra bắt mịt tém đích nhé. Không biết ván này nhưng mà bây giờ thì chắc chưa đủ đám đâu. Ok, rượt theo luôn này. Hiện tại thì uầy, nó dùng chiêu cuối rồi thì chịu anh em ạ. Chiêu cuối của nó tâm quá là xá. Giá ta tem mình thì 6 đó là vài điểm hạ gục thì bây giờ phải lên rỉa rồi. Thì anh em có thể bị hiện tại bây giờ thì trụ đường rồng đang bị ép nhá. Thì bây giờ mình sẽ đó là bọc đầu tem đích, anh em đi gánh cùng vậy nhá. Cứ đánh theo kiểu này thì chắc chắn đó là sẽ thành công. Chứ đừng có dài mà đối mặt với tem đích, cứ luôn 6 tem đích mà bắt thôi. Rất may anh em ạ, giai đoạn đầu game thì Circus bảo là phá. Nhưng bây giờ thì cũng khá là ổn rồi, chứ thực tế mà rank may mà chỉ cần phá hoặc là áp cá một xíu thôi. Là cực kỳ khó chơi luôn ấy. Rồi pha này bắt na luôn, uầy thơm thơm. Có hai cái bùa, có màng siêu việt. Thực tế chơi triệu vấn mình ná mình không hề sợ một xíu nào ấy. Chơi triệu vấn mình chỉ sợ dạng như gặp bet for law này, rồi gặp dạng như... Nói chung những vị tướng nói chung chỉ sợ giai đoạn đầu thôi. Còn giai đoạn 6 thì hầu như triệu vấn khi mà anh em lên đủ lượng đám rồi. Không sợ mấy nha anh em. Ok pha này bắt luôn này. Tầm này thì khá là đau rồi.
Nói chung đầu mùa trận đấu nào cũng gắt cả anh em ạ. Cuối mùa thì toàn là phá sáo, còn đầu mùa thì cực kỳ là gắt luôn. Người ta toàn là đem tưởng mạnh ra chơi rồi, pha này thiệt thì cân hai luôn nhá. Tầm này Triều vẫn cân hai thoải mái rồi. Đây, chấp hai đứa ở đây cấy máu luôn. Nếu mà anh em biết cách phạt húi Triều vẫn một xíu, biết phá một xíu, biết gánh lời thế một xíu thì Triều vẫn cực kỳ là khỏe luôn. Bây giờ tém bàn không có ai có đủ khả năng để bắt được mình nhá. Về phù hiệu dành cho Triều Vân thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu đó là má tính nhanh nhé. Với má tính thì gần như là tối ưu nhất dành cho Triều Vân rồi. Ok, pha này lại chơi luôn. Ê, lan đâu? Uầy. Thôi xong rồi, tém mình lên bảng điểm số 2 người rồi. Trời, pha đỏ tụt tém mình mà lại là ngon rồi. Nó toàn thấp máu mà dồn một chỗ ấy, chỉ cần un tí đẹp phạt là ngon rồi. Uầy, ông này làm gì đấy? Về đẹp trùm bịt kia. Có lẽ là ý định núp ở đó để bắt ấy, bắt tém địch vào bán búa xanh. Nhưng mà gái kia thì nó đầy trùm bịt chứ nó có vào bán búa xanh đâu. Thì bây giờ mình sẽ đó là lên tập trung phá một xíu nha anh em. Nói chung trận đấu này thì khá là một khó, bởi vì tém mình thì không có tánh cơ anh em ạ. Triều vẫn có điểm yếu nữa đó là búa xanh. Anh em không có búa xanh thì Triều vẫn khá là phế nhá. Với thế trận này thì vẫn 50-50 thôi, cực kỳ là căng luôn. Những trận đấu giai đoạn ở đầu mùa thì cực kỳ là căng. Pha này ăn bùa nhá, mình còn đó là cái tê tái này. Bắt luôn sơ cớt đâu? Bắt luôn, ui. Trời trời, còn núp nữa. Pha đỏ sơ cớt cần gì để nắm điểm nhỉ? Chỉ cần 1-2 điểm là lại là hỗ trợ mình là ok rồi. Đấy, chỉ cần 2 điểm là lại hỗ trợ ok rồi. Tiếc quá anh em ạ. Mình sốc đám chỉ còn một xíu cà phê ní nữa, nhưng mà khi mà mình không sốc đám được nó ấy, nó một xíu máu là nó có thể vừa di chuyển vừa bắn được nhá. Cái đó sơ cất lại hỗ trợ mình xíu là ổn rồi. Ok, pha này sẽ ra bắt tem đích này này. Cà phê ní, uầy, nó chạy được tỉnh của anh em ạ. Cà phê ní chơi hay ấy. Nhưng mà Oma thì không chạy được, Oma thì cứu rồi. Dũ cá này, ui. Tốc biến ulti kìa, ghê. Ulti tốc biến này. Này thì ulti tốc biến này, hết ulti rồi thì chạy đâu. Rồi mình chuẩn bị hồi ulti nhá, một bữa nhẹ nhàng này. Ăn được cái màng chấm dứt khá là thơm. Có thêm con búa xanh nữa thì hồi phục năng lượng cân để có thể là mình giao tránh. Trận đấu này cực gắt luôn anh em ạ, 17-16 điểm hạ gục luôn. Nói chung chơi những trận đấu gắt gắt thế này mới hay anh em ạ, còn những trận đấu dễ quá thì nó cũng không hay. Về ngọc dành cho Triều Vân thì mình sẽ lên như 6, ngọc đỏ sẽ lên cho nó, rồi là 5 viên tốc đánh tỷ lệ chỉ mạng, 5 viên công vật lý sinh giáp, ngọc tím tốc đánh tóc chay. Và ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp nha anh em. Và trận đấu này thì AD tém mình khá là fit một xíu. Thì cũng đúng thôi, bởi vì không có bảo kế mà chả trách được AD anh em ạ. Chơi AD là phải có bảo kế kìa, còn không có bảo kế thì điều tất yếu. Đó là rất chỉ là khó chơi, mà tém địch thì lại sát thủ nhiều nữa, rú cá này, ná này, rồi pến nữa. Không trách được AD anh em ạ. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ núp đấy. Ôi, nhưng mà nhìn thấy đó là ná của tém địch thì đang ở đường giữa rồi. Pha này mình sẽ đẩy thì lính lanh đến cao nha anh em. Đéo có SP chơi cơ thì cũng đúng thôi. Không trách được AD anh em ạ. Mình mà chơi xạ thủ mà không có SP thì cũng khó chơi. Ok, pha này sẽ lại bắt tém địch nhá. Bắt luôn này, bắt được cà phê này là tốt anh em ạ. Rồi, bắt được này.
Nhưng mà ná tém đi kè rất chết tốt anh em ạ, nó cướp. Nó cướp búa xanh của mình mất rồi, mình không có búa xanh thì khá là phế. Thích nhấy này, tầm này thì mình không sợ ná anh em. Thích thì chơi luôn này. Chơi luôn này, ôi ôi, nó chạy về rồi anh em ạ. Nó ôi ôi, thôi xong rồi, pha này thì anh em thấy nhá, nó chạy về nhưng mà nó tự nhiên rồi tiến tới. Thì có sự hỗ trợ đó là đến từ tém địch. Nên là mình cũng chạy thôi, pha này, ôi ôi, thôi xong đông rồi. Pha này 36 kế chua là thường sạch thôi. Mình thì lên cái găng tay thình nồ để pha đó hôi được. Ok, cuối cùng thì cùng thoát rồi, ôi ôi. Nó vẫn đuổi theo mình kia, và xà thủ tém mình thì núp trong bụi biển về và cái kết, ôi sorry xà thủ nhá. Và đó thì đúng là mình hết đường chạy rồi anh em ạ, chỉ có đường chạy đó nữa thôi. Nhưng mà không ngờ là pến nó đuổi theo ấy. Sorry xà thủ nhiều. Ôi tém mình lên bảng điểm số 2 người, bắt. Ôi, con xỉu máu kia, tiếc của anh em ạ, mình chưa lên được cây nánh. Lên được cây nánh là phá đỏ ngón rồi, là sốc đám được ấy. Tiếc quá anh em ạ. Vậy biểu đồ dành cho Triều Vân thì mình sử dụng đó là kiếm truy hôn dây kiến cương phức hợp kiếm. Rồi sẽ lên cho nó phải gắng tay nhất tránh sốc đám, ví dụ như đến từ combo đến từ rú cá. Rồi nánh và giáp hồ mệnh. Thề luôn mình phải lên được cây nánh bởi ăn được cả phải đi ngay lập tức kia. Hiện tại thì tém binh Alan đang áp cá nữa. Khó khăn trong chất khó khăn anh em ạ. Ránh đâu mua mà áp cá thì nay thì sao chơi. Thích cứ cố gắng đánh thôi anh em ạ. Ok thì anh em có thể thấy hiện tại thì ở mua 16 thì có đó là cái mắt soi mát nhá. Khi anh em chạm vào cái mắt ở giữa đó là gần trụ 1 và trụ 2 ấy, trong cung ấy thì anh em sẽ có soi map, nhưng mà nó cũng chỉ có một thời gian nhất định rồi nó tự mất thôi. Cái này thì cũng giúp ích cho anh em khi mà mất cái trụ đường giữa là nó sẽ có nhá. Giống như mình lúc này chàm rồi ấy. Áp cá rồi. Và này sẽ lại bắt tém địch này, hy vọng nếu mà áp cá thì bây giờ phải đánh thôi, còn không có lựa chọn nào khác anh em ạ. Bắt luôn rú cá này, tầm này thì rú cá mình chơi thoải mái anh em ạ. Rú cá lên huấn chương trói nữa thì mình không sợ nữa. Cân 2, cân 3 luôn, cân luôn. Ui, sơ cớt đấm toàn trượt. Biệt đồi sơ cớt đấm toàn trượt. Ui, ná nhảy múa ghê thật anh em ạ. Ui, ghê. Mình mà tiếp cận được un tí một phát thì ở đó mà múa. Ai ép cá tố cáo. Ok, pha này ăn bùa này thì trời luôn này. Nó con giáp hồ mánh nhá, đừng đời nó nhá. Chạy đâu, này thì mua này. Ở đó mà mua với chúng tôi. Cuối game rồi mà là mua trước mặt Triều Vân chứ. Có vẻ là hơi ảo tưởng sức mạnh ấy. Mình thì đã có 16, 15 điểm nội tài, 16 điểm nội tài rồi. Mà ở đó mà mua thì phải là chơi luôn ấy. Giúp cá tầm này thì giúp cá không có cửa nhá. Gặp giúp cá anh em cứ bữa mệt nghỉ cho mình. Đấy, đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Rất may anh em ạ, trận đấu này thì bất lợi từ đầu đến đầu game đến cuối game, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Bởi vì giai đoạn cuối game thì ná không có cửa ăn mình nữa. Bây giờ sẽ vào là kết thúc trận đấu luôn nha anh em. Ok, rất may anh em ạ, trận đấu thì cũng win rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh. Bye bye.